Sau khi trở thành vợ của chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị và thân thiện. Cô chọn những bộ váy áo kín đáo và thanh lịch. Hôm 5 tháng 12, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham dự buổi tiệc sinh nhật của hai cháu cùng các thành viên gia đình nhà chồng. Người đẹp diện bộ váy yếm màu xanh để mặt mộc nhẹ nhàng. Cô đứng nép bên ông xã Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra bộ váy màu xanh từng được Đỗ Mỹ Linh mặc khi tham dự một buổi tiệc cùng bạn bè trước khi cưới. Thậm chí chiếc váy quen thuộc này từng được người đẹp mặc trong một chuyến du lịch vào năm 2020. Hôm 2 tháng 11, Đỗ Mỹ Linh tham dự một buổi tiệc cưới cùng gia đình. Cô diện bộ váy màu vàng nhạt, độn cầu vai sang trọng. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra bộ váy này từng được cô mặc khi tham dự đám cưới Á hậu Phương Nga hôm 21 tháng 10. Tối 13 tháng 11, lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng ông xã sau khi kết hôn. Cô tới chúc mừng câu lạc bộ Hà Nội của Đỗ Vinh Quang đăng quang chức vô địch V-League 2022. Người đẹp diện một chiếc áo màu kem ngắn tay giản dị, để tóc tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng. Xuất hiện ở một sự kiện quan trọng nhưng cô vẫn trung thành với phong cách kín đáo, thanh lịch. Chiếc áo này cũng từng được Đỗ Mỹ Linh mặc trong chuyến du lịch ở châu Âu cách đây vài tháng. Có thể thấy sau khi kết hôn và được gọi với biệt danh phu nhân hào môn, nhưng người đẹp vẫn duy trì phong cách giản dị. Trước đó, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ sau đám cưới cô tạm dừng hoạt động showbiz để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Hiện tại cô vẫn duy trì công việc là một biên tập viên thể thao của đài truyền hình Việt Nam.